Cựu Tổng thống Nga Medvedev một lần nữa đe dọa chiến tranh hạt nhân liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Trong bài báo đăng hôm nay trên tờ Izvestia, ông Medvedev nói rằng việc phương Tây tiếp tục gửi vũ khí đến Ukraine có nguy cơ gây ra thảm họa hạt nhân toàn cầu. Ông Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rằng động thái viện trợ vũ khí của phương Tây cản trở khả năng khôi phục đàm phán và việc này sẽ dẫn tới tận thế, tất cả mọi người đều thua cuộc. Tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra tiếp sau những phát biểu của Tổng thống Putin vào hôm qua. Trong đó, nhà lãnh đạo Nga mô tả sự đối đầu hiện nay giữa Nga và phương Tây là cuộc chiến nhằm bảo vệ sự tồn tại của nước Nga và nhân dân Nga. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Nga vào hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc phương Tây muốn tiêu diệt nước Nga, một cáo buộc mà ông đã nhiều lần sử dụng để giải thích cho hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Họ có một mục tiêu, đó là giải tán Liên bang Xô Viết trước đây và phần cốt lõi của nó là Liên bang Nga. Khơi gợi tinh thần dân tộc của công dân Nga, Tổng thống Putin dự đoán rằng nếu phương Tây thành công trong việc tiêu diệt nước Nga và thiết lập sự kiểm soát, thì các dân tộc Nga sẽ không thể tồn tại như hiện nay. Giải thích về việc tạm đình chỉ thực thi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân New START, ông Putin nói rằng Nga không thể chấp nhận sự thanh tra của Mỹ đối với các địa điểm hạt nhân của Nga, trong khi Mỹ và NATO mong muốn Nga thất bại chiến lược ở Ukraine. And then by deteriorating relations since Russia's invasion of Ukraine.